Alo. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diễn Khả nào mọi người. Ngày hôm nay thì Khả sẽ một cái nón xéo dòng mọi người. Một cái nón làm chậm thủ lý và thân pháp dòng cuối như nào. Rồi sau khi Khả đã chuẩn bị xong, bây giờ Khả sẽ lấy thì tinh nữa. Thì tinh ở cái dòng đầu tiên thì Khả rút khoảng rồi đúng không? Lấy vài viên thì tinh này. Thôi chuyện hot chứ anh em, đừng mua mà mấy chuyện hot làm gì trời. Đừng mua mà, Khả ép rồi chứ đừng mua mà chuyện hot chứ mà đúng đẳng. Ủa sao ơi luôn á, chơi đường môn mà thì ngát chuyện hóa chứ người luôn. To luôn á. Rồi đưa vài nguyên qua, đọc vài cái trước à. Hôm nay chúng ta sẽ ép cái nón tu la và kết ép thành chu tam mão nha mọi người. Chu tam mão cấp 4 nha. Rồi chắc ép thì anh em sẽ chắc chắn sẽ bảo là anh thiện hơn gót tửu nè. Rồi thì sơn này nọ đúng không? Ok, cắn cho anh em xem nè. Kinh hết luôn rồi. Cánh này. Cái gì cái water hay là water cánh cho anh em xem. Water này. Water hiện đại vậy. Đây mới vô lần quên đổi lại một lần cho xem hồ chơi cho nên. Water này. Water này. Đó, ok chưa. Water đây nè nè. Rồi. Đấy rồi. Ok thì Khải sẽ ép dòng sinh lực vào. Sinh lực thì Khải đã có một số phẩm Khải ép sẵn này. Dòng Khải chỉ việc đưa vào thôi. Sinh lực. Sinh lực, ok, phục duyên. Nhưng mình sẽ tắt ít phục duyên. Mình sẽ ép phục duyên nha mọi người, cảm nạm. Ok. Thì một phần sáu sáu bình phục diện trở lại nơi hẹn hò xin lỗi nha ấy ủn thiếu tiền anh 50 vàng cho lên nó cho ép luôn có một dòng 50 vàng 6 12 6 dòng thì tốn mấy trăm vàng 15 năm ta mãi đi tìm. Tìm đâu ra hình bóng xanh. Bên người anh hồ. 13 chưa. Sao cũng đưa trở về sang tâm. Trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dư hôn lễ. Như ngày xưa nơi đây nguyện làm kết xương. 99 okay. Tụi chúng ta sẽ ép dòng thần pháp như này. Thần pháp có lộn dòng làm chậm nhé. Làm chậm Khải sẽ bỏ một viên thịt tinh. Rồi phục duyên lên. Thịt tinh nè, thịt tinh ok, thịt tinh nhìn được. Không còn tử cũng đổi vậy. Phục duyên. Trăm 99 rồi nè mà, sinh lực 99 rồi. Nhật nạnh luôn. Năm trăm ba trăm phần bảy năm trăm như nè giảm năm tới năm trăm phần bảy go cùng mười tiếp tục là dòng ở dòng này Khải sẽ ép thể lực như nè. Thực lực thì Khải sẽ lấy một cái phone thực lực 99. Ok 99 phẩm 5, 2 cục 5 luôn ạ. Đọc dữ dàng. Lấy thực lực như nào. Mình sẽ chơi nó sinh lực thực lực rồi nó giật lực dòng cuối. Hiện tinh 5 5 hiện 2 có một phục diện. Sa khu đưa trở về sang tân. Trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Phần 5 phần 6 rồi được. Anh em mang về dư hôn lễ. 6 ngày okay. Xưa nơi đây nguyện làm kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình. Mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ.
vào thời lượng như này. Là cũng ngoài lúc được vào phần 6 này. Và hiện tầng 3 này. Hiện tầng 5. Tầng 3. Còn tầng 3, tầng 5. Như nhau. Cho nó như hiện tầng như này. Như hiện tầng như nó cao. Không có tiếp mà. Trên thanh xấu. Ok, tiếp tục sẽ là dòng phòng thủ của Lý. Lý có thể rút phòng 8. Lý phòng 8 nổi mà chiếc đủ á. Nhìn thanh cả. Cố gắng phòng 8 này luôn. Cái này cố gắng phòng 8 này luôn. Còn Lý là phòng 8. Phòng 8, phòng 7 mà. Phòng 7 cũng lên mà liền mà cố gắng rút phòng 8 này luôn. Cố gắng rút phòng 8. Phòng 8. Hình tầng 7 này. Chồng lấy. Có khi ra phòng 9 rồi. 8. Ok. Lấy mình lấy thì tên này. Đỡ qua bên này, đỡ chặt rương nè. Sao nó đẩy quá, ok. Lại khả năng ép cái nón nha mọi người. Ít thì tin nữa xong. Rồi, ok. Cái này ép nón là đánh đường môn á. Nên là anh em bảo ép dòng chuyển hóa sát thương thì không nên em ơi. Đường môn ai mang chuyển hóa sát thương làm gì. Nên xác định mình chơi đường môn mà. Ok, cái này thì bỏ vô 8 thì tinh này lên nữa. Không còn phải suy nghĩ. 8 thì tinh mét 2 lắm. À, dòng cuối dòng nội lực nha nè. Cuối nội lực. Hai lần chết mọi hai ba. Rồi nó dòng này thì mình sẽ bỏ vốn hưởng viên. Viên dòng này nội lực dòng cuối nha nè. Một viên thịt tinh nên mình sẽ bỏ một viên thịt tinh cho nó lên cho nó cao cao rồi nè. Nỗ lực nha. Đó, có khi nào nỗ lực 200 không? Một 184. Thông pháp dùng cuối nha nè. Một luôn, không còn suy nghĩ. Pháp dùng cuối rồi. Pháp dùng cuối nha. Nên mình bỏ 6 thị tinh. Còn 6 bộ gì nhé. Tám, úi xồi phẩm tám luôn, vãi lộn. Vãi lộn phẩm tám. Có bốn phục viên đại. Ảo vãi lộn. Á là phẩm tám luôn nè mày. Hiện tình năm phẩm tám là phẩm. Hiện tình năm. Hiện tình năm ra phẩm tám luôn, vãi đái thiệt. À, cái nón này chỉ thành công rồi mà. Này tầng pháp 19-20 thôi.
20 luôn á, 20 luôn á. Đường nào 20 á. Đầm tiên 20. Ok. Ok anh em ơi, một con nón quá đẹp nha nè. Ai uống 40, 25, 40, ok chưa, chuẩn chưa. Số lượng 199 luôn em ạ, quá đẹp luôn. Nó quá chất lượng như nè. Cái nón này thì đỡ phải đi với cái set ông bạn hiệp cốt thì sẽ đánh đường môn, thì hiệp cốt thì nó sẽ như thế này. Áo này, áo hiệp cốt bắt đầu 50 nè, dòng bòi bắt đầu khá là cảnh 5 nè, nhóm bắt đầu sức mạnh 24 nè, dây chuyền 192 sinh lực nè, nỏ này nè. Đó, đánh đường môn ok chưa. Rồi bây giờ sẽ ép đến đôi giày nha nè, đến đôi giày thì họ mất ọt, nó còn thật đúng thì tin nè. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khảo, lại cho xem hộ chơi nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Quá tuyệt vời, quá đẹp nè mày. Ok chưa? Quá nhức nắng luôn.